cái đầu của anh kia nó đâu mà nhồi có mấy cổng mới lên chị kia em thấy đường mà biểu đường thấy đường thì nhô đâu nhô chất cái nào mà dạ thấy đi tắt tay không thấy không một xích á. Đó thay cái ông cơ kìa. Đây thì cái ông cơ gì hết. Thay ông vàng á thì cần bữa vàng lên. Thấy vàng vậy? Mật quá, ông mới được biết rồi. Ông nghĩ là ông thầy cúng đi cô, ông vàng á. Nào đây là ông mới được, cho bố quên ông cúng lại. Quên ông vàng. Quên ông vàng của ông thầy. Thay vàng lại ông cúng nữa. Mèo, mèo nó xấu hơn chút nữa. Bà báo, ba ngày đầu nha. Ăn ra đường đem bông cho nổi. Từ từ nó phục hồi lắm. Bờ lên giống như cầm bông. Thì ba nhà đấy hát hay sao? Thì con ở dưới đại trí đi. Sao rõ gì vậy? Ở dưới đại trí rõ hơn ở trên đó á. Hát thằng cưa. Chắc này dân gì em nghe lại như cái gì. Hát thằng cưa. Cô đừng nói như cái nhà hàng xóm của anh bà em bà. Xéo trên ngàn mà ném đang ném xéo trên ngàn vậy nha. Con, em này, con ném hoài mà. Đeo lên một chiến sĩ thì phải chứ. Mạnh miệng mỗi mèo chế một cái. Mày nó dưỡng mèo vậy, nó dưỡng chục mèo vậy. Tòng bó không? Tòng bó của nó phải đánh ơ. Thì tất cả thì thua. Bố. Đợi chừng nào nó dưỡng 4 cái mèo ở sàn bà. Chết hay sao? Lại suốt ba còn thôi. Thì tất cả. Anh friend lắm. Lắp nghe rồi. Ông kia nghe ra mở nhạc dính băng bùi dần nghe. Đã ní ông ở trên ông nhổ ra đây rồi. Ông đem mơ mấy ông đi theo. Ui, tụi ông lên cặp thuốc thầy anh rồi nè. Ờ. Bà cuồng ơi, không ông biết. Biết em. Anh bạn à, bật điện lên rồi bác à. Sao biết nghĩ cho mình không mẹ, nghĩ cho ai hết đấy. Sao mà cái phần tờ báo của Trung Quốc. Đủ thời gian chưa vậy ní. Thôi nói tờ báo qua Trung Quốc mẹ rồi. Này con Linh, em có rùa con Linh. Sao? Tôi tích Trung Loan. Tôi tích điểm. Đấy. Ông uống nổ uống chưa? Lấy chồng với con. Tử quá à. Ui, con gì vậy? Nhớ, nhớ. Bác bỏ vô hả? Con xe lắm, con ôm. Con đen nó hâu lắm. Mùa nãy đưa tay mà nó còn hâu à. Mày hôm kia bốc lỡ ầm cái mới rồi nó mà ầm đồ ăn ngay bấy cửa à. Vừa bỏ